rồi chiếc máy kéo dướng một cái chỗ này đất rất kẽo luôn các bạn ơi. Hiện tại thì anh tài xế đang cố gắng vượt qua cho đó. Cái này chạy không mà còn bùn nữa các bạn. Ở đây thêm một cây giang ma 82 luôn các bạn ơi. Ồ đồng này mấy 82 hai mấy nè ha. Dữ ha. Cái khu này xài máy giang ma 82 nhiều ha. Đây, chiếc máy kéo nè các bạn ơi, chiếc máy kéo Kubota các bạn. Kéo lúa chạy vô nè. Rồi bên kia thì cây máy kéo với cây máy giang ma các bạn. Kéo đi chung với máy cắt giang ma 82 đang gom lúa chạy vô nè. Chỗ đó bò qua cái đường mương. Gom lúa đây của hai cây máy cắt giang ma đang chạy vô các bạn. Nó chở rất là nhiều luôn ha. Bò lúa hai màu các bạn. Một đoàn máy cắt, một đoàn máy kéo nữa. Chở rất là nhiều luôn các bạn. Trước máy cắt nên máy cắt chưa ra được các bạn. Đây, máy kéo là
chết rồi. Có cái bờ bạch đằng đó các bạn, thì mấy cắt chạy tới cái bờ đó luôn á. Đất lô này 18-20 công luôn á. Nó cắt xong một miếng rồi các bạn. Ở đây ở phía trước mình còn một cái cù nữa nè, anh chạy qua nè. Rất là xa ngoài kia luôn nha, hai máy này đang chạy vô tới đây các bạn.